hồ không có vật hiện lên, gọi các hồ tiếp theo và hồ vắng vật sẽ gọi sau. Trước khi các bé đại diện hồ sẽ kiểm tra lại cửa khẩu của gia đình mình. Tiếp tục tại khu vực các bé, nếu sai thì báo cáo cho tiểu anh.
Anh Tình Dương
tiếp đến là bà Kiều Lát chuẩn bị vào các bài hát. Thank you.